nay mình sẽ làm thử thách đó là ăn xúc xích chiên siêu cay, xem mình có ăn được không. Đây là những nguyên liệu để làm xúc xích chiên. Gồm những cái gì vậy? Gồm có xúc xích này. Rồi, đây là xúc xích à? Cái bột gì đấy? Cái này bim bim băm ra. À, cái này bim bim băm ra thay cho bột chiên xù à? À, hay nhờ. Đây là bột mì. À, đây là bột mì. Thế còn cái đĩa này? Đĩa để xúc xích. À, đĩa để xúc xích sau khi chiên. Rồi, bây giờ bắt đầu chiên thôi. À, sau khi chiên xong là nhúng qua bột. Đấy, nhúng qua bột mì. Xong là xong nữa. À, bắt đầu lăn lăn qua cái bột chiên xù bằng bim bim đấy. Bây giờ là mình sẽ rán mốt. Ôi, nhiều thứ này.
cay vậy mà vẫn ăn được rồi à? Có ngon không? Nói chung là ngon vậy thì cay mấy ngàn được. Cho thêm nhiều hơn nữa xem nào. Cho thêm nhiều hơn gấp rưỡi lúc nãy xem nào. Dạ. Thử xem. Đã gọi là thử trải nghiệm cay gấp rưỡi xem có được không ạ? Không dạ. Nâng cấp độ lên chứ. Ăn dễ cay chết. Có gì cứu được. Một lần gấp rưỡi nữa xem, thử một lần rồi. Thử thách cái siêu cay xem mình có chịu được không. Vâng. Quyết tâm này. Thế thì được rồi đấy. Vừa nãy ăn rất là cay nhưng mà món xúc xích này rất là ngon. Nên bây giờ mình sẽ thử cảm giác cay hơn nữa. Xem nó như nào. Cho nhiều nữa đi. Thử xem nó ra sao nào. Ý, nhiều đấy, gấp đôi lúc nãy rồi đấy. Lần này cũng biết sao. Trời. ăn nốt đi nó hết cái miếng đi, nó hết ớt rồi đấy, ăn nốt cái miếng phần còn lại cho nó đỡ cay. Mình đã ăn xong 8 cái rồi, bây cái này cái thứ 9. Nhưng mình no quá không thể ăn được nữa. Nếu bạn nào thích ăn cái này thì các bạn hãy thử làm cho mình và thử cảm giác ăn siêu cay xem như nào. Nếu bạn nào không thích ăn cay thì các bạn chấm ít đường ớt thôi. Nhưng mà mình khuyên các bạn lên thử một lần siêu cay xem cả bạn nó thú vị như nào. Bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây. Nếu các bạn nào thấy thích video này, các bạn hãy like, share, subscribe cho mình. Và đừng quên nhấn chuông để không bao giờ bỏ lỡ video của mình. Nếu bạn nào có thử thách thì các bạn hãy comment ở phần bình luận phía dưới. Và mình sẽ chọn ra một thử thách ngẫu nhiên để làm. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.